Thưa quý vị, có lẽ cái nội dung liên quan tới công ty Việt Á xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi chuyển sang một cái nội dung thứ hai mang tính tin tức. Và thưa quý vị, sau hàng năm thì người ta, những cái giới nghiên cứu người ta đưa ra các cái đánh giá thì về cái vấn đề chính trị trong năm 2021 ở Việt Nam, thì người ta đưa ra 10 sự kiện chính trị. Đây là một cái góc nhìn của nhóm biên tập của Luật Khoa Tạp Chí. Và thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu để quý vị thấy có thể sự sắp đặt của 10 sự kiện chính trị này nó không đúng ý của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi trình bày nguyên văn. Một cái câu hỏi đặt ra là chính trị Việt Nam trong năm khủng hoảng 2021 đã xảy ra những vấn đề gì? Vì như quý vị đã biết, trong năm 2021 chắc chắn một cái chủ đề liên quan tới đại dịch Covid-19 là một cái vấn đề trọng tâm nhất. Rồi những cái sự kiện lớn nhỏ ở Việt Nam liên quan tới chính trị nó cũng không thoát khỏi cái chủ đề đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo Luật Khoa Tạp Chí cho biết, bên cạnh những cái vấn đề về dịch bệnh năm 2021 thì nhóm phân tích tiếp tục chứng kiến những cái sự kiện được cho là bình mới rượu cũ. Đó là những cái vấn đề để minh họa sinh động cho những cái tư duy mà người ta cho rằng sự quản lý lỗi thời của chính quyền Việt Nam hiện nay, và nếu như không thay đổi thì nó sẽ tiếp tục kéo lùi sự phát triển của đất nước trong tương lai để hòa nhập với cái thế giới văn minh trên toàn cầu. Thưa quý vị, theo Luật Khoa Tạp Chí đánh giá, một cái sự kiện quan trọng bậc nhất xếp hàng đầu đó là hơn 30.000 người đã chết vì đại dịch Covid-19. Theo đó, những cái lò thiêu quá tải tại thành phố Hồ Chí Minh có lẽ sẽ là một cái nỗi ám ảnh cho những người Việt Nam sống sót qua đại dịch Covid-19 năm 2021. Như quý vị đã biết, thực tế con số những người tử vong bởi đại dịch Covid-19 từ đầu dịch cho tới nay đã vượt con số 31.000. Tuy nhiên, tác giả đã chọn con số 30.000 cho dễ nhớ. Và phần lớn trong số 30.000 ca tử vong này trong đại dịch Covid nó xuất hiện ở cái đợt dịch bùng phát thứ tư từ ngày 27 tháng 4 cho tới tháng 9 năm 2021. Và người ta nói bình quân mỗi tháng có chừng 5.000 người tử vong vì đại dịch Covid-19. Chỉ riêng tháng 7, tháng 8 tại Sài Gòn, con số người chết trung bình mỗi ngày là 240 người, tức là trung bình mỗi giờ trôi qua sẽ có 10 nạn nhân tử vong vì đại dịch Covid-19. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao tỷ lệ tử vong ở Việt Nam, cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh, lại là cao nhất thế giới trong 2-3 tháng liên tiếp. Như quý vị đã biết, trong cái thời gian đại dịch Covid-19 ở cái đỉnh điểm, con số tử vong hàng ngày khoảng 250 ca bình quân, mà người ta nói chưa phải là một cái con số thực chất mà còn có những sự giấu giếm những cái ca tử vong. Và cái điều đó ít nhiều nó chịu tác động của những cái kit test xét nghiệm được cho là không đảm bảo chất lượng của công ty Việt Á. Và đó là lý do các cái kết quả dương tính hay âm tính đưa ra hoàn toàn không có tác dụng. Và điều đó dẫn tới một cái hệ quả, đó là người ta sẽ tập trung những cái ca F0 giả, tức là xét nghiệm là dương tính nhưng thực chất người ta không có bệnh, lại nằm chung với các cái ông có bệnh, tức là đã nhiễm virus. Và những cái ca F0 giả đó dần dần trở thành F0 thật. Và đó là lý do tại sao con số tử vong ở Việt Nam cao hơn tai nạn giao thông. Và thưa quý vị, để so sánh số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm tại Việt Nam, nó chỉ ở cái con số 7.000 người bình quân trong một năm mà thôi. Và ngay cả khi được tai nạn giao thông bị coi là một cái thảm họa quốc gia như năm 2006, thì cái con số tử vong lớn nhất về tai nạn giao thông ở Việt Nam lúc đó cũng chỉ đến cái con số 14.000 người trong cả năm, tức là nó chỉ bằng một nửa con số người tử vong trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Những cái điều vừa kể, thưa quý vị, rõ ràng Covid-19 là một cái thảm họa trên toàn cầu. Virus Corona chủng mới hiện nay đang là một cái thách thức đối với hệ thống y tế không chỉ của Việt Nam mà của mọi quốc gia trên thế giới. Và thưa quý vị, liên quan tới đại dịch Covid-19, có một thông tin chúng tôi lưu ý quý vị rằng trong một tuần vừa qua, số người nhiễm virus chủng mới Omicron
đã đạt tới bình quân một ngày 1 triệu ca. Đó là cái con số chúng tôi muốn đưa ra để khuyến cáo các quý vị ở Việt Nam, đặc biệt những người cao tuổi phải hết sức thận trọng, tỉnh táo trong cái việc phòng chống bệnh cho mình. Trở lại cái câu chuyện số ca tử vong ở Việt Nam, nó bao gồm số người chết và cái tỷ lệ tử vong trên số ca nhiễm. Như quý vị đã biết, nó ở cái mức cao nhất thế giới ở một số thời điểm. Và đó không chỉ là một cái chỉ dấu về năng lực y tế của nhà nước Việt Nam, mà nó còn làm cái thước đo năng lực quản trị quốc gia của chính phủ trong khủng hoảng. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong cái đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư thì đã có rất nhiều sai lầm trong chính sách chống dịch, đặc biệt là cái chính sách phân bổ vaccine. Điều này đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên những cái chết đáng lẽ có thể ngăn ngừa được. Một cái điều đáng lo hơn đó là trong tổng số hơn 30.000 người chết, không rút ra một cái bài học gì cho chính phủ Việt Nam. Và cho đến nay, không có một cái quan chức nào phải chịu trách nhiệm, đứng ra nhận lỗi. Và chính quyền Việt Nam cũng không tổ chức điều tra, bởi vì những cái hành động này nó liên quan tới vấn đề mà từ lâu người ta đã nghi ngờ cho rằng nó là cái vấn đề mang tính diệt chủng. Dù rằng chính phủ Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2021, họ có tổ chức một cái lễ tưởng niệm quy mô toàn quốc với nhiều cầu truyền hình để tưởng nhớ những cái người đã khuất trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo giới phân tích, thông điệp từ các cái đại diện của chính quyền xuất hiện ngày hôm đó đều là Đảng và Nhà nước đã vào cuộc quyết liệt. Đảng và Nhà nước đã đặt tính mạng của người dân lên trên hết. Nhưng vì đại dịch Covid-19 quá tàn khốc nên thảm cảnh đã xảy ra như vậy. Một cái vấn đề dư luận quan tâm, cảm ơn, chính quyền Việt Nam đã dành một cái lễ tưởng niệm, một cái quy mô toàn quốc như vậy, nhưng một cái đòi hỏi lớn hơn, đó là dư luận xã hội yêu cầu phải làm rõ ai phải chịu trách nhiệm và cái vấn đề xử lý những cái người vô trách nhiệm như vậy để dẫn tới một cái thảm họa có trên 30.000 bệnh nhân tử vong vì đại dịch Covid-19 phải được làm rõ và trả lời cho công luận. Thưa quý vị, trong những ngày này, những cái con số tử vong bắt đầu ở cái mức đáng ngại, đó là cũng bắt đầu ở con số 250 người cho một ngày. Vậy mà truyền thông nhà nước vẫn cứ tiếp tục ca bài ca tự hào. Và đó là lý do người ta nói vấn đề đó sẽ làm cho người dân mất cảnh giác, không cẩn thận trong vấn đề đề phòng, và nó sẽ dẫn đến nhiều thảm họa khác trong tương lai, là một cái điều khó thể tránh khỏi. Một cái sự kiện thứ hai đó là về cái chiến lược vaccine. Theo đó, vaccine được xem là mũi nhọn chính để chống lại đại dịch Covid-19, và tình hình năm 2021 đã cho thấy chính quyền Việt Nam đã không làm tốt trong cái mũi nhọn này. Nếu nhìn cả ở ba khâu, đó là cái việc chuẩn bị tài chính, tiếp cận nguồn bán và phân bổ. Theo luật khoa tạp chí cho rằng tất cả đều có những cái vấn đề. Tại sao lại nói như vậy? Về cái việc lên kế hoạch, như quý vị đã biết, sau cả một năm 2020 chống dịch, dự toán ngân sách cho năm 2021, Bộ Tài chính không hề có một cái khoản riêng dành cho việc mua vaccine. Để rồi tới tháng 5 năm 2021, ông Phạm Minh Chính khi nhậm chức chính phủ mới giật mình nhận ra rằng không có đủ tiền ngân sách, và đó chính là lý do tại sao chính quyền Việt Nam, cụ thể là ông Phạm Minh Chính, đã đưa ra một cái sáng kiến gọi là lập quỹ vaccine. Đồng thời lập tức ông Phạm Minh Chính đã kêu gọi người dân cũng như các cái doanh nghiệp đóng tiền. Nói một cái nhôm nà đó là chính phủ ngửa tay xin tiền doanh nghiệp cũng như nhân dân. Nhưng một cái điều mà quý vị đã thấy, tức là lo tiền là một chuyện, nhưng khi có tiền rồi, tiền xin của nhân dân rồi, ngân sách đã phân bổ những cái khoản cấp tốc, vậy mà khi có đủ tiền thì cái việc giải ngân rồi tìm mua vaccine cũng khó. Đặc biệt tại sao? Người ta nói ông Phạm Minh Chính hình như chủ trương một cái chính sách được cho là ưu tiên hàng đầu, đó là ngửa tay đi xin các cái quốc gia khác những cái lô vaccine, và cũng rất may cho Việt Nam. Đặc biệt Hoa Kỳ đã giúp cho Việt Nam hàng chục triệu liều vaccine miễn phí, trong khi Việt Nam thì được cho là rất chậm chân trong cái việc đàm phán với các nhà sản xuất, dẫn đến một cái tình trạng vaccine cung cấp nhỏ giọt trong cái thời điểm bệnh dịch bùng phát căng thẳng nhất, đó là cái giai đoạn tháng 7-8. Và thưa quý vị, cuối cùng người ta lại đặt tiền
để mua những cái lô vaccine của Trung Quốc kém chất lượng với một cái giá cao gấp 3 lần các cái lô vaccine của phương Tây. Mà trước đó, vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2021, truyền thông nhà nước đã có rất nhiều bài báo phê phán chất lượng của vaccine Trung Quốc. Tại sao? Sau này, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị tới Hà Nội, lập tức Việt Nam đã nhập ước chừng khoảng 50-60 triệu liều vaccine của Trung Quốc với giá rất cao. Và thưa quý vị, tính đến tháng 10 năm 2021, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã nhận một số lượng vaccine hơn 50 triệu liều, các loại, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng vaccine nhập về Việt Nam. Thưa quý vị, về cái hình thức mà chính phủ Việt Nam gọi là ngoại giao vaccine, hay nói một cách nôm na cho dễ hiểu đó là ngửa tay đi xin các quốc gia khác. Theo luật khoa tạp chí, chuyện này về mặt căn bản nó không có cái gì xấu cả. Nhưng nếu đưa cái việc này vào một cái chiến lược từ đầu, hay tính vì chuyện đi mua và mua không được, thì câu chuyện đã có thể khác. Cũng như việc phân bổ vaccine đã càng cho thấy hàng loạt vấn đề bất công. Thưa quý vị, các cái khái niệm ông nội, ông ngoại nó đã xuống tận ở cái mức thấp nhất, đó là con cái của các quan chức, rồi có những cái quan hệ với quan chức thì lại được ưu tiên những cái vaccine tốt, trong lúc vaccine thì khan hiếm. Ở Việt Nam có những cái thời điểm người ta nói quý hơn vàng. Vậy mà lúc đó thể chế chính trị của Việt Nam đã xuất hiện những cái gương mặt được cho là xấu xí nhất, đó là việc tiêm vaccine nhờ ông ngoại, ông nội, rồi cái tình trạng các cái công ty, tập đoàn, điển hình là Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, có vaccine để tiêm cho nhân viên trẻ khỏe của mình, trước cả những cái người có nguy cơ cao. Chúng tôi nói ra những cái điều đó để quý vị thấy, một cái sự bình đẳng tối thiểu cũng không được đảm bảo, và pháp luật đã bỏ qua. Điều đó càng cho thấy thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, họ ưu tiên cho người giàu, kẻ có tiền. Và kẻ mạnh ra sao tình cảnh của những người dân thường, đặc biệt là những cái người lao động trong đại dịch nó đã bấp bênh đến như thế nào. Đó là lý do ở Hà Nội cũng như trên toàn quốc đã xuất hiện một cái câu ca dao mang tính mỉa mai: Pfizer là của vua quan, Moderna là của trung gian nĩ thần, Astra là của thương nhân, Sinovac là của nhân dân anh hùng. Và những cái câu vừa kể nó trở thành bia miệng của người dân Việt Nam, nó sẽ khắc sâu vào những câu nói cay đắng. Và thưa quý vị, một xã hội có dân chủ tức là mọi người phải được hưởng công bằng, bình đẳng, kể cả trước pháp luật, nó có tác dụng như vậy. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị hiểu rằng, như tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông Hồ Chí Minh đã nói mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa sinh cho họ những cái quyền được sống, được tự do và được hưởng hạnh phúc. Trở lại một cái vấn đề thứ ba, đó là cái vấn đề công an Việt Nam đã khởi tố người dân ở trong đại dịch. Đó là một cái vấn đề được cho là không công bằng. Như quý vị đã biết, trong thời gian bùng phát đại dịch Covid-19, cơ quan của công an Việt Nam đã khởi tố hàng loạt các cái vụ án liên quan đến cái việc làm lây lan dịch bệnh. Song theo giới phân tích, có nhiều vụ việc đang được điều tra, được truy tố và mang ra xét thử trong cái thời gian siêu tốc. Có những vụ án chỉ 5 ngày đã đưa ra xét xử, cũng có những việc diễn ra theo thủ tục rút gọn. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy người ta đã vi phạm pháp luật. Một cái điều đáng kể đó là trong số những người liên đới, có nhiều tiểu thương chỉ vì người ta đi chợ mà cuối cùng thành tội, có người chỉ vì tổ chức đám tang cho người thân mà đã bị điều tra, có bác sĩ bị khởi tố vì tội danh không sàng lọc kỹ bệnh nhân khi khám bệnh, có người bị bắt tạm giam chỉ vì tự ý chạy từ Sài Gòn về Vũng Tàu để lánh dịch, dù rằng đã chủ động xét nghiệm và tự giác khai báo. Còn có những trường hợp người dân đã bị kết án tù bởi vì bị cho là vi phạm các cái quy định về mặt cách ly. Thưa quý vị, theo giới phân tích, chính quyền Việt Nam hình sự hóa cái việc làm lây lan Covid-19 là một cái xu hướng mà thế giới người ta phản đối. Ở Việt Nam, trong cái bối cảnh dịch bệnh phức tạp, chính sách mơ hồ và liên tục thay đổi theo một cái xu hướng sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đổi, đó là lý do khiến cho người dân ở Việt Nam thiếu thông tin
nhiều quyết định điều tra khởi tố ẩn chứa những sự bất công đối với những người yếu thế không có tiền chạy án, vì chính quyền sốt ruột kết tội cho người dân như vừa kể ở trên, để cho thấy chính quyền Việt Nam có một chủ trương, hay nói đúng hơn là một nhu cầu cấp bách của họ tìm lời đổ lỗi cho nhân dân, để tránh né những chỉ trích về một cái thành tích chống dịch tệ hại dẫn đến những số ca tử vong tới 30.000 người. Và bằng cách đó, chính quyền Việt Nam đã biến người dân, đặc biệt những người lao động nghèo, trở thành một cái vật tế thần. Đó là một cái điều chính phủ phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, một cái sự kiện thứ tư đó là cuộc di tản của hơn 1 triệu lao động chạy về quê. Theo luật khoan tạp chí, vào tháng 6 năm 2020, Việt Nam tự hào trước thành tích chống dịch. Thậm chí Nguyễn Xuân Phúc trước đó đã phát biểu nếu cuộc điện ở Mỹ mà có trần thì sẽ về Việt Nam. Và câu đó cao hứng của ông Nguyễn Xuân Phúc, một cái người là vua nổ, không được báo chí trong nước đăng tải. Tuy nhiên thưa quý vị, phải thừa nhận giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19 với cuộc chủng và đắp Vũ Hán thì rõ ràng Việt Nam đã cầm cự thành công. Tuy nhiên một năm sau, khi bệnh dịch bùng phát, đặc biệt xuất hiện một cái biến chủng mới có tên là Delta, thì chính quyền Việt Nam đã tỏ ra lúng túng loay hoay. Họ vẫn áp đặt những chính sách chống dịch cực đoan theo lối Trung Quốc, kiên quyết không thay đổi, và điều đó đã đẩy hết khó khăn về người dân. Và thưa quý vị, không biết ông Nguyễn Xuân Phúc nghĩ gì khi hàng triệu cột điện biết đi đã phải tháo chạy khỏi các cái thành phố lớn ở phía Nam và các cái khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An v.v. để tìm đường về quê. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, vào tháng 11 năm 2021 đã có khoảng 1,3 triệu lao động đã di tản khỏi thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh trọng điểm ở phía Nam. Theo giới phân tích, con số khổng lồ này nó có lẽ sẽ cao hơn nhiều nếu người dân không bị chính quyền tìm mọi cách ngăn cản đường về của họ. Và không ít lần những người lao động nghèo, cả một gia đình 4-5 người ngồi trên một cái xe máy tồi tàn, họ gói ghém hết cái gia tài đeo trên xe máy về quê, nhưng bị các cái rào chắn với lực lượng công an quân đội chặn họ lại. Rồi chính quyền yêu cầu họ phải quay lại nhà trọ để tuân thủ các cái chính sách của nhà nước. Nhưng chính quyền không quan tâm tới cái việc người dân, cuộc sống họ sẽ ra sao. Họ ở lại thì tiền đâu trả tiền trọ, trả tiền điện nước và tiền ăn hàng ngày. Và đó là lý do đã khiến cho một cái số đông dân chúng, đó là cái tầng lớp nghèo trong xã hội, đã tuyệt vọng và phải kêu cứu. Và thưa quý vị, cho đến khi sự bất mãn lên đến cùng cực và xảy ra những vấn đề đụng độ bạo lực giữa người dân và lực lượng an ninh, lúc đó các cái rào chắn đã bị người dân đập bỏ để vượt qua, thì chính quyền lúc đó mới chịu xuống thang. Vào đầu tháng 10 năm 2021, ông Phạm Minh Chính trong cương vị thủ tướng đã ra một công điện khẳng định việc người dân di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng. Thưa quý vị, lúc đó giới phân tích và dư luận xã hội nói tại sao ông Phạm Minh Chính không thừa nhận cái việc người dân di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng. Trước đó khoảng 1 tháng cũng đủ thì người dân đã không phải khốn đốn như quý vị đã thấy. Đồng thời, ông Phạm Minh Chính còn yêu cầu các cái tỉnh cần phải tổ chức đưa đón người về quê. Thưa quý vị, những cái phát biểu của ông Phạm Minh Chính vừa kể nó chứng tỏ ra một cái tư duy của lãnh đạo Việt Nam sớm đúng chiều sai. Đó là những cái động thái họ quay ngược 180 độ so với công điện hòa tốc trước đó ngày 30 tháng 9, khi Thủ tướng yêu cầu các cái tỉnh, thành phố lớn có nhiều công nhân, đó là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, mà theo chính phải kiểm soát nghiêm ngặt, không cho phép người ra vào. Và lãnh đạo các cái tỉnh, thành phố vừa kể phải chịu trách nhiệm nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao theo giới phân tích có thể nói đó là cái cuộc tháo chạy của hàng triệu người lao động ra khỏi các cái tỉnh thành phía Nam. Đó là một cái cuộc bỏ phiếu bằng chân, nó thể hiện một cái niềm tin không tồn tại trong dân chúng, đặc biệt với cái tầng lớp lao động nghèo, đối với chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đồng thời nó cho chúng ta thấy một cái hiệu quả ngược của các cái chính sách chống dịch cực đoan, thiếu hiểu biết và thiếu khoa học của chính phủ ông Phạm Minh Chính. Trong khi
chưa ai thấy cái cột điện nào ở Mỹ mò về Việt Nam, thì hàng triệu cây cột điện đã tự bứng khỏi cái mớ dây nhợ trói buộc để không phải trở thành những người tử đạo cho thành tích chống dịch của chính quyền Việt Nam. Thưa quý vị, một cái sự kiện được xếp hàng thứ năm, đó là cái câu chuyện chính quyền Cà Mau đã tiêu hủy một cái đàn chó, và điều đó đã được dư luận quốc tế đánh giá với một cái lời mỉa mai cho rằng Việt Nam là một cái đất nước mà quyền lợi của động vật lâu nay vẫn chưa được xem trọng. Và cái sự kiện đàn chó của một gia đình ở Cà Mau bị người ta tiêu hủy vì một cái lý do chống dịch, nó càng gây nên những cái làn sóng phẫn nộ trong dân chúng. Như quý vị đã biết, liên quan cái việc tiêu hủy đàn chó ở Cà Mau, mọi chuyện nó bắt đầu từ những cái hình ảnh được ghi lại và nó được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Đó là ngày 7 tháng 10 năm 2021, hai vợ chồng ông Phạm Minh Hùng chở theo một cái đàn chó 15 con mà gia đình này hết mực yêu thương. 15 con chó này được chở trên một cái xe máy đi từ Long An về Cà Mau để tránh dịch. Và cái câu chuyện gây xúc động khi người ta được biết ông Phạm Minh Hùng là một người thợ hồ thu nhập rất thấp, nhưng mỗi ngày vẫn dành ra một nửa số tiền kiếm được để mua thức ăn cho đàn chó mà ông thương nó như thương con. Và cùng đi với ông về quê còn có gia đình người em với 3 con chó và 1 con mèo. Thưa quý vị, khi cảm xúc trân trọng của cộng đồng mạng chưa kịp lắng lại tin tức về cái việc đàn chó mèo của ông Hùng và người em đã bị tiêu hủy lúc về đến Cà Mau, và điều đó nó đã khiến cho tất cả bàng hoàng. Vậy mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau, là nơi xảy ra vụ việc, đã bảo rằng đàn chó, con mèo của gia đình ông Hùng bị người ta xác định dương tính với cái virus gì đó, và chính quyền địa phương đã xác nhận đã tiêu hủy bởi vì áp lực về công tác phòng chống dịch từ bà con nhân dân. Thưa quý vị, một cái điều đáng nói đó là gia đình ông Hùng nói tại sao lại giết chó của tôi, và chó của tôi bị giết bây giờ chôn ở đâu, thì người ta không trả lời được câu hỏi đó. Và dư luận xã hội cho rằng các ông ấy cho vào nồi hết rồi. Đó là cái lý do khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ. Họ cho rằng đây là một cái quyết định thiếu khoa học, không có căn cứ pháp lý, và thậm chí đó là một cái hành động vô nhân đạo. Sự việc cũng được báo chí nước ngoài đưa tin. Và thưa quý vị, ở Việt Nam cái gì cũng có thể xảy ra. Người ta giết chó được thì tới lúc người ta sẽ giết người tương tự như vậy, với cái việc người ta vu cho là có một cái virus gì đó. Và thưa quý vị, trước phản ứng mạnh mẽ của công luận, chính quyền địa phương của huyện Trần Văn Thời cũng như tỉnh Cà Mau và những người thi hành công vụ đã thừa nhận họ có hơi nóng vội và họ sẽ điều chỉnh. Và thưa quý vị, đến nay hòa cả làng. Và có thể nói sự phẫn nộ của dư luận không chỉ thuần túy nằm ở cái việc đàn chó, đàn mèo bị tiêu hủy, mà nó sẽ trở thành một cái giọt nước tràn ly từ cái sự bất mãn với cách thức của chính quyền ứng phó dịch bệnh qua những chính sách được cho là cứng nhắc, cực đoan, thiếu khoa học. Đặc biệt các cái quyết định đó mang tính độc đoán, thiếu tôn trọng người dân, thậm chí cả súc vật nuôi. Và cái chết oan ức của đàn chó mèo mà gia đình ông Hùng đã xem như con của họ, điều đó nó minh họa cho quý vị thấy rõ ràng cái tính vô nhân đạo trong cách hành xử của nhiều quan chức chính quyền ở Việt Nam hiện nay với cái danh nghĩa chống dịch. Tuy nhiên các quan chức này, người ta không chỉ nghĩ rằng nếu 15 cái mạng sống đó không phải là những con chó con mèo mà là người dân, thì cơn nổi giận, sự thịnh nộ của nhân dân đối với chính quyền này sẽ ảnh hưởng tới cái sự tồn vong của họ ra sao. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào chúc mừng năm mới 2022. Kính chúc quý vị, các quý khán thính giả của KTV một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và an nhiên. Bye bye quý vị.